đang test thử cặp loa B3 Thanh Lý 2,5 triệu cho bà khách ở Bắc Linh. Cặp loa B3X12i Thanh Lý sẽ được chuyển về cho bác Tạ Văn Hùng ở Thuận Thành, Bắc Linh. Cặp loa Thanh Lý của bác khách mua bị lừa 10 mấy triệu mà em bán Thanh Lý cho bác Văn Hùng ở Thuận Thành, Bắc Linh 2,5 triệu của anh nha. Và bên ngoài này thì anh em đang đóng những cặp loa BK, những cặp loa Prodio để chuyển đi cho các bác kịp cho buổi sáng ngày hôm nay. Và trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.